Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Và hôm nay là ngày 22 tháng 9 năm 2020, cơ sở gỗ Lanh tiếp tục làm video clip giới thiệu tới quý khách hàng trên toàn quốc 4 cái mẫu khám thờ. Đây là đơn đặt hàng của khách hàng Hải Phòng. Thì video đang được quay trực tiếp tại cái xưởng sản xuất đồ thờ cúng của chúng tôi, cơ sở 3. Đây là xưởng chúng tôi chứa đồ sơn son thép vàng. Sau khi hoàn thiện thì chúng tôi sẽ quay lại video clip này để báo cáo với khách hàng là hàng hoàn thiện đã xong, chuẩn bị bàn giao. Thì 4 chiếc khám thờ này thì 2 chiếc chúng tôi làm cao 1m17 và 2 chiếc chúng tôi làm cao 1m27. Chiều rộng của chiếc 1m17 là chiều rộng 81, chiều rộng của chiếc 1m27 là chiều rộng 1m07. 4 chiếc khám thờ chúng tôi quay cùng một lúc luôn. Khám thờ này là khám thờ bên trên chúng tôi chạm vào rồng trầu Bạch Nguyệt, thì hai đầu rồng chúng tôi sẽ ghim vào cuối video để cho quý vị xem đầy đủ cụ thể. Cả cánh cửa chúng tôi cũng đang đi vào lắp. Khi chúng tôi hoàn thiện xong, chúng tôi sẽ phủ một cái bề mặt bằng sơn Nhật để giữ bóng cái lớp vàng bên trong. Vàng là vàng Đài Loan. Quý khách nào có yêu cầu dát vàng ta, vàng 4 số 9 thì quý khách hãy liên hệ cho chúng tôi qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá kích thước cụ thể từng cái mẫu sản phẩm khám thờ cũng như là các cái sản phẩm đồ thờ cúng có liên quan. Các bạn đang xem đây là mẫu ngai thờ cao 1m17, rộng 81 do khách hàng đặt yêu cầu. Thường thì bên trong cỗ khám này sẽ đặt một cỗ bài vị tới hai cỗ bài vị, đó là tùy theo yêu cầu của gia chủ. Chúng tôi có nhận làm cả khám thờ bằng tượng. Khám thờ nó sẽ to hơn và nó sẽ không làm cầu kỳ như này mà sẽ là để rỗng buồng trong nó to để tượng. Toàn bộ chân chúng tôi đục hổ phù và phần hông này chúng tôi sẽ vẽ nhũ, vẽ cành mai hoặc cành tùng hai bên hông. Gần đây cũng rất nhiều quý khách hàng hỏi về các cái mẫu khám thờ, thì hôm nay chúng tôi làm video clip này giới thiệu tới tất cả quý khách hàng trên toàn quốc cơ sở đồ gỗ Hiền Lành nhận làm khám thờ theo mẫu mã kích thước đa dạng: khám thờ tượng, khám thờ gia tiên, khám thờ bà cô ông mãnh, rất nhiều mẫu mã. Quý vị hãy xem kỹ từng cái chi tiết nét làm khám của chúng tôi cũng như là nước sơn. Chúng tôi sơn son thép vàng, vàng Đài Loan. Trên mình các bạn đang xem đây là một bức hoành phi dài 2m6 trong clip trước chúng tôi đã giới thiệu rồi. Cơ sở điều gỗ Hiền Lành đang hoàn thiện rất nhiều các cái đồ thờ cúng sơn son thép vàng để bàn giao cho quý khách trong tháng 8 này. Các bạn đang xem đây là 4 chiếc khám thờ cao 1m17 và 1m27. Kích thước là tùy theo yêu cầu của khách hàng. Toàn bộ bề mặt là chúng tôi sơn then, sơn đen, sơn theo lối cổ các cụ ngày xưa. Quý khách hãy liên hệ về cho chúng tôi qua số điện thoại 0986 883349 hoặc truy cập vào Zalo, chúng tôi sẽ tư vấn cụ thể, chúng tôi sẽ gửi mẫu. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để cập nhật các cái video mới nhất và ủng hộ cơ sở ngày càng lớn mạnh trên thị trường đồ gỗ, đồ thờ cúng tâm linh. Chúng tôi bán hàng online nên chúng tôi online 24 trên 24. Rất nhiều các cái mẫu cửa võng, bàn thờ ô sa, hoành phi câu đối. Chúng tôi làm xong chúng tôi đã dựng lên để chuẩn bị bàn giao. Bức hoành phi này trong video trước chúng tôi đã giới thiệu thì quý khách có thể truy cập vào trang chủ để xem chi tiết hơn. Và một lần nữa chúng ta xem lại 4 chiếc khám thờ. Phần nóc này chúng tôi cũng sơn then. Đó là sơn màu đen và có mộng đàng hoàng. Bốn chiếc khám thờ, hai chiếc cao 1m27 và hai chiếc cao 1m17. Cuối video, chúng tôi sẽ quay cảnh chúng tôi hoàn thiện đầy đủ.
Quý khách hãy nhớ đăng ký kênh để cập nhật video mới nhất. Vâng, và sau khi chúng tôi lắp hoàn thiện lên thì là mẫu khám thở nó như trên màn hình các bạn đang xem đây, chỉ còn hai đầu rồng bên chương trên là chúng tôi chưa lắp vào. Phần cánh là chúng tôi đục sen cò, chân thì chân hổ phù, bệ cũng tôi cũng đục đầu hổ phù. Các bạn đang xem đây là mẫu khám thờ 1m17, đục tứ quý, tùng cúc trúc mai. Quý khách muốn đặt khám thờ, quý khách hãy liên hệ về cho chúng tôi qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Cảm ơn quý khách đã xem video của chúng tôi và hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo. Quý khách có gì thắc mắc, quý khách hãy bình luận phía dưới, chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc của quý vị. Xin cảm ơn.